Hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng em quay trở lại với chuyên mục Nhận định thị trường dưới góc nhìn của phương pháp quay cấp. Thì tuần vừa qua là một tuần khá bất ngờ khi mà Fed tỏ ra diều hâu hơn với một cái mức tăng lãi suất cao nhất trong lịch sử, không phải cao nhất trong lịch sử mà chắc là cao nhất trong khoảng hai mươi mấy gần 30 năm, mình nhớ mang máng như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì các cái thị trường đã không tiếp diễn các xu hướng giảm của nó, mà thay vào đó thì chúng ta đã có một cái nhịp phục hồi rất mạnh lên. Như vậy thì có thể hiểu được rằng giới đầu tư hiện tại đang kỳ vọng rằng là cái động thái của Fed sẽ thúc đẩy cho các cái ngân hàng trung ương khác họ cũng sẽ phải tăng cái lãi suất của họ lên để giữ một cái mặt bằng tỷ giá là phù hợp với lại cái nền kinh tế. Như vậy thì ở trên đồ thị thì chúng ta cũng thấy được là một số những cái tín hiệu nó đang gợi ý cho chúng ta một cái nhịp hồi phục. Thì ở đây ở trên cái đồ thị EU như bình thường mọi người hay thấy thì chúng ta đã có một cái nhịp tăng rất là mạnh kèm với lại một nhịp test vào hôm thứ sáu. Thì cho tới cái thời điểm hiện tại á, khi mà cái ngày hôm thứ sáu cái phiên giao dịch đã kết thúc thì chúng ta đang có một cái nhịp hồi là mất khoảng chắc là khoảng 60% của tổng cái nhịp tăng lên, thì nó vẫn được xem là một cái nhịp hồi khá là mạnh chứ không phải là một cái cơ hội tốt đẹp gì cho những cái người mua trong cái tuần sau. Tuy nhiên thì ngay tại cái thời điểm này thì chúng khi mà chúng ta xem lại cái đồ thị ngày ấy thì hiện tại là theo tôi thì chúng ta đang có một cái tín hiệu là chúng ta có một cái trading run lớn như thế này ở trên khung đồ thị ngày. Thì cái chỗ này chúng ta sẽ là auto rally và ở dưới này chúng ta sẽ là selling climax ha. Và chúng ta đã có secondary test rồi. Thế thì với những cái tín hiệu này á thì có thể xem là chúng ta đã kết thúc cái pha A, có nghĩa là cho tới cái thời điểm hiện tại thì giá nó bắt đầu là đã ngừng cái xu hướng giảm, và xu hướng giảm nào chính là cái xu hướng giảm này nha, nó đã tạm ngừng. Thế thì chúng ta sẽ có những cái vận động giá, tức là nó sẽ dao động ở trong cái kênh này. Thì cái mức dao động của nó khá là lớn nha, gần 500 pip lận. Cho nên là tôi nghĩ là cái mức dao động này là đủ để cho chúng ta trong cái thời gian sắp tới chúng ta sẽ fake cái kênh trên và fake luôn cả kênh dưới. Có nghĩa là chúng ta sẽ bắt fail break cả hai đầu nếu mà trong trường hợp mà giá nó vọt qua hai cái đầu này. Thì dĩ nhiên là ở trên đồ thị ngày thì chúng ta định hướng là như thế. Còn ở xuống cái đồ thị intraday ấy thì ở đây ví dụ như là mình hay trade cái khung 2 giờ thì chúng ta có được một cái nhịp tăng, một cái nhịp hồi, và chúng ta có thể kỳ vọng là cái nhịp hồi này nó sẽ kết thúc vào maybe là thứ hai hoặc thứ ba, hoặc là nó có thể giảm nhẹ xuống lần nữa vân vân gì đó rồi nó sẽ bật ngược trở lên. Thế thì cái kịch bản cho EU trong cái tuần tiếp theo tôi sẽ kỳ vọng như thế này nha. Chúng ta sẽ kỳ vọng là giá nó sẽ tiếp tục sideways ở đây một đoạn và sau đó sẽ hướng lên. Và nếu như mà ECB mà có những cái động thái mà quyết liệt và cứng rắn thì chúng ta sẽ sớm có được một cái nhịp tăng tốt cho EU hướng lên phía kênh trên ở vùng 1.08. Thì đây là một kịch bản dành cho EU trong tuần tuần tới. Kịch bản thứ hai đó là chúng ta sẽ tiếp tục là có một nhịp giảm nữa, fail break cái ngưỡng hỗ trợ mà EU nó vừa mới tạo ra, có nghĩa là chúng ta sẽ thấy là giá nó sẽ phá vỡ hết toàn bộ cái vùng giá, cái vùng hỗ trợ dưới này, rồi sau đó chúng ta mới có một cái cú bật lên. Và dĩ nhiên cái cú bật này nó cũng sẽ phải xuất phát từ cái việc là ECB sẽ có những cái động thái cho thấy là họ cũng sẽ quyết liệt tăng lãi suất cùng để cho phù hợp với lại cái tính diều hâu của Fed.
thì lúc này thì giá nó sẽ bật lên và chúng ta sẽ lại có một cái giao dịch từ ở dưới này hướng lên trên. Thế thì để mà đón lấy hai cái kịch bản này á, thì trước mắt thì mình sẽ có những cái phương án như thế này ha, mình sẽ gợi ý phương án cho các bạn ha. Đầu tiên thì mình hình dung ra được là chúng ta đang kỳ vọng là một nhịp test nhẹ ở vùng này rồi sau đó bay lên luôn. Như vậy thì mình phải có được cái kế hoạch mua cho EU khi mà nó về nó test lại những cái vùng ở dưới này, ví dụ như là maybe là 1.039 vân vân, hoặc là 1.043 gì đó vân vân ha, mình sẽ có những cái tín hiệu mua cho EU ở cái vùng giá này. Và trong trường hợp mà giá nó phá vỡ những cái ngưỡng hỗ trợ này thì chúng ta phải dừng lỗ và chúng ta sẽ chờ cái tín hiệu fail break kênh dưới, được không em? Chờ tín hiệu fail break kênh dưới ha. Rồi, chờ một chút, xóa bớt cái này đi. Rồi, thế thì tín hiệu phá vỡ fail break kênh dưới thì nó sẽ bao gồm là một hành động phá vỡ, sau đó một hành động quay ngược trở lên vào ngược lại trong kênh, sau đó chúng ta sẽ có lại retest và chúng ta sẽ có một cái nhịp tăng lên trên khung cao hơn. Như ban nãy tôi vừa xóa mất cái đường kênh giá gì đó rồi. Ok, vẽ lại vấn đề gì hết. Rồi, thế thì để mà đón ba kịch bản này thì rõ ràng là chúng ta sẽ có một cái lệnh mua ở đâu đó vùng 1.045 hoặc 1.04. Sau đó chúng ta sẽ lại có một cái lệnh mua khác trong trường hợp lệnh mua đầu tiên nó bị dừng lỗ ha, chúng ta sẽ có một lệnh mua khác nó cũng sẽ nằm ở vùng 1.035 đến 1.04. Có nghĩa là ở đây thì nó ăn nhau ở chỗ là timing nhé. Thì khi mà mình giao dịch thì giá nó chạy rồi, lúc đó mình mới có thể xây dựng những kế hoạch mua nó chính xác hơn. Còn kịch bản và phương án dự trù thì hiện tại nó chỉ như thế này thôi. Còn về vấn đề về sell thì ví dụ như tức là nếu mà đứng vào cái phía mà seller ấy, thì sao? Thì hiện giờ các cái thông tin cơ bản cũng như là các cái chuyện cái hướng vận động của thị trường nó đã nghiêng về cái nhịp phục hồi, có nghĩa là họ đang đang kỳ vọng là ECB sẽ có những cái động thái để đẩy lãi suất lên rồi, thì chúng ta sẽ tạm thời không sell nữa nha, không sell nữa. Rồi còn trên đồ thị như ở hiện tại ấy, thì anh em cũng thấy là chúng ta đã có những cái đỉnh và đáy cao hơn rồi, có nghĩa là cái nhịp giảm ngắn hạn này nó đã tạm thời kết thúc, đồng thời với cái việc là sao ở trên cái đồ thị ngày thì chúng ta đã có sự phá vỡ về mặt hành vi và chúng ta đã có trading run rồi, cho nên khi mà giá đang loanh quanh ở kênh dưới như thế này thì chúng ta sẽ không kỳ vọng là giá nó sẽ break thật xuống thủng các ngưỡng hỗ trợ và nó tiếp tục là nó đưa EU giảm xuống sâu hơn nha. Vậy cho nên là mặc dù là chuyện đó nó có khả năng xảy ra cho nên chúng ta mới phải dừng dùng cái stop loss, nhưng mà chúng ta sẽ không có xây dựng những cái phương án để mà chúng ta đón những cái kịch bản sell đó. Ok, rồi thì đây chính là những cái kịch bản dành cho EU trong tuần tiếp theo. Rồi về mặt GU thì sao? Chúng ta ở đây đang nhìn thấy GU thì GU cho đến cái thời điểm của hôm thứ sáu thì chúng ta vẫn đang nhìn thấy đó là nó khá là bearish, nó khá là bearish nha. Tại vì GU thì đó đã chính thức phá vỡ cái ngưỡng hỗ trợ cứng của nó và nó tạo ra từ cách đây từ khoảng một tháng rưỡi gì đó nó đã phá vỡ rồi, mặc dù là cái tín hiệu phá vỡ này ngay sau đó đã bị từ chối ngay lập tức. Mình cũng anh em có thể thấy được rằng là giá nó chỉ có thể vận động được là nóng cửa được 2 ngày là ở dưới ngưỡng hỗ trợ thôi và ngay sau đó thì nó quay trở lại rất là mạnh. Thế thì chừng này là không đủ để cho mình kết luận được rằng là giá nó sắp đảo chiều, chừng này là không đủ nha. Nhưng nếu như mà trong trường hợp ấy, nếu như trong trường hợp ấy mà sang tuần giá nó có thể phá vỡ cái ngưỡng kháng cự này, ngưỡng này nha, và ngưỡng trên này nha, 1.267, thì lúc này ấy mình cũng có một cái sự phá vỡ về cái cấu trúc giảm ở trên khung D1 và chúng ta có khả năng là chúng ta có selling climax, chúng ta có auto rally trong cái tuần tiếp theo luôn nếu mà nó chuyển động được như thế này. Thế thì sau khi có hai cái sự kiện này ấy, thì chúng ta chỉ cần chờ GU nó hình thành thêm một sự kiện nữa là secondary test, nó có thể nó sẽ forming ở đâu đó ở quanh ngưỡng 1.216. Đây, nó sẽ forming ở ngay này, vì thông thường thì nó hay test lại cái dạng mà preliminary support ở đây ha, preliminary support
Đó thì thông thường nó hay test lại cái ngưỡng này. Tức có nghĩa là hiện giờ thì mình vẫn chưa thể nào mà mình kết luận được là liệu nó có phải là nó sẽ có một cái cú tăng lên những cái vùng trên này rồi nó giảm hay không. Thì kịch bản tức là cái cách để mà chúng ta giao dịch GU trong cái tuần tiếp theo nó có thể nó sẽ hơi phức tạp hơn một tí. Tuy nhiên thì ở đây ấy, thì anh em cũng có thấy được rằng là cái nhịp giảm mà ngắn hạn của nó như nó cái nhịp giảm ngắn hạn của nó là tạm thời đã bị phá vỡ rồi. Thì ở đây anh em cũng có một cái mô hình là vay đầu vay ngược đây và đầu vay ngược đây, và giá nó đang về test lại cái đường neckline, khá là tiềm năng nha, khá là tiềm năng. Thì trong trường hợp mà tuần tiếp theo á mà chúng ta xây dựng kịch bản á, thì chúng ta có thể xây dựng kịch bản là nó sẽ dựa vào cái việc là mua là chính. Tại vì sao? Vì chúng ta đang kỳ vọng là giá nó sẽ phá vỡ luôn cả cái ngưỡng 1.267 này để nó hình thành cái tín hiệu là auto rally. Và khi có selling climax và auto rally rồi á thì chúng ta sẽ kỳ vọng là nó sẽ có một cái secondary test hạ giá xuống thấp hơn như này, thì lúc đó là chuyện của tuần sau hoặc là tuần sau nữa. Tuy nhiên là trước trước mắt ấy, thì khi mà xây dựng kịch bản cho GU thì chúng ta cũng sẽ chú trọng cái việc mua. Thì đối với GU á thì anh em khi mà mình mua thì mình phải chờ đợi những tín hiệu nào. Thứ nhất là đầu tiên anh em phải xác định được là cái vùng tín hiệu phù hợp. Thì hiện tại nha, ở trên khung MA15 đây. Đây, để mà đánh vào tìm những cái điểm vào lệnh tối ưu ấy, thì ở trên khung MA15 đây này thì mình vừa có một cái nhịp là sao quá quá bán, và cái khối lượng bán nó cũng rất là dữ dội nha, khối lượng bán rất là dữ dội. Nếu mà anh em đối chiếu với khối lượng bán của các cái nhịp trước thì nhịp bán này khối lượng nó rất là kinh khủng. Tuy nhiên là anh em cũng thấy được rằng là cuối cùng thì nó cũng không thể nào mà đẩy giá xuống quá sâu được ha. Cái nhịp bán lần thứ hai này nó cũng là một cái tín hiệu, nó cho thấy rồi là cái lực bán nó sau khi nó bị hấp thụ xong thì nó cũng đã yếu dần rồi, và hiện tại á là nó hơi hơi là nó có cái việc là quành lên để mà nó phá vỡ cái cấu trúc giảm ngắn hạn. Nhưng mà hiện giờ chưa ha, thì chúng ta sẽ kỳ vọng đối với lại GU đó chính là chúng ta sẽ dựa trên cái kênh này, chúng ta xây dựng kịch bản nó có thể có khả năng là sẽ đi như thế này đó. Thế thì khi mà anh em xây dựng cái kịch bản nó đi như thế này ấy, thì chúng ta sẽ kỳ vọng là nó có thể sẽ phá vỡ cái vùng này thêm một lần nữa rồi nó mới lên. Tức là chúng ta đang kỳ vọng là ở đây nó sẽ sideways để tạo một cái trading range nhỏ ở đây, sau đó chúng ta sẽ có một cái cú spring ở vùng 1.21 này, 1.21 này, hoặc có thể là nó sẽ phá vỡ luôn cái vùng mà 1.204 này, nó có thể phá vỡ luôn vùng 1.204, miễn là nó đừng phá vỡ cái đáy 1.19 này, 1 chấm không phải 1.19, 1.1933. Thì chúng ta hoàn toàn có thể là sẽ dựa vào nó để mà mua. Thì hiện tại ấy, thì tôi đang kỳ vọng là nó sẽ có một cái sideway, chúng ta sẽ có một cái trading range nhỏ ở đây trên cái khung H2 hoặc là khung MA15 đấy, là sau đó thì có một cú spring và nó giá nó đẩy lên trên cao, thì chúng ta có thể đua theo cái cú spring này để chúng ta ăn. Thì cái biên độ mà của một cái nhịp tăng này nó khá lớn ha, khoảng 500 pip lận, cho nên là anh em cứ tự tin nếu mà trong trường hợp mà nó xuất hiện những tín hiệu mà gãy đổ cấu trúc giảm ngắn hạn ở trên MA15. MA15 hiện tại là chưa có xuất hiện là cái tín hiệu là gãy cấu trúc giảm ngắn hạn đâu nha. Tại vì mình nhìn thoáng tí thì nó phải gãy cả cái kháng cự ở trên này 1.234 này cơ thì nó mới gãy được. Đó thì hiện giờ thì nếu mà gọi là mua theo dạng mà mua gấp ấy, có nghĩa là mình mua theo dạng là mình đoán đây là hấp thụ cung, mình đoán nha, hấp thụ cung ấy, thì là cái dừng lỗ của mình phải đặt dưới đây. Nhưng mà kể cả là mình đi theo cái hướng đấy, tức là mình vào lệnh sớm đi theo cái hướng đấy ấy, thì cũng hoàn toàn có khả năng là giá nó sẽ quành xuống, nó hit stop loss của mình xong rồi nó mới lại quay ngược lên và nó chạy tiếp. Thế thì đối với lại GU ấy, thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục là chúng ta xây dựng là những cái kịch bản hay 2 đến 3 kịch bản cho nó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xây dựng kịch bản dựa trên cái việc là mua sớm trong trường hợp là ví dụ như là mình đoán nó sang tuần ấy hoặc là nó đi lên thẳng luôn, thì chúng ta sẽ sợ là lỡ cơ hội nha, thì chúng ta có thể mua sớm bằng cái nào thì chúng ta sẽ mua ngay luôn vào sáng thứ hai với cái mức dừng lỗ là ở ngay dưới đây này. Và anh em phải hình dung được là trong trường hợp mà anh em mua sớm ở cái vùng này ấy, thì anh em mua sớm vùng này thì có đến 8-90% là anh em sẽ bị dừng lỗ, tại vì hầu hết
hầu hết các cái thời gian mà GU trước khi nó chạy nó sẽ quét stop loss trước rồi sau đó nó mới chạy sau nha. Thế thì gợi ý thứ hai cho anh em đó chính là chúng ta sẽ chờ thứ hai nó có nhịp giảm phá vỡ cái ngưỡng hỗ trợ này đó, rồi sau đó nó khi mà nó quành lên ngược trở lại ấy, nó quành lên ngược trở lại thì lúc này chúng ta sẽ vào mua sau, và chúng ta sẽ đặt dừng lỗ ở dưới cái ngưỡng hỗ trợ mới mà nó vừa mới tạo ra đó. Thì đó là kịch bản thứ hai. Còn cái kế hoạch dự trù thứ ba đó chính là chúng ta sẽ chờ cho toàn bộ cái vận động giá này nó form thành một cái trading run, rồi chúng ta sẽ có tất cả những cái sự kiện từ pha A đến pha B đến pha C, đó chúng ta sẽ vào ở pha C. Thì ăn nhau là có chờ được hay không thôi. Nếu mà chờ được thì có khả năng là chúng ta sẽ ít bị dừng lỗ và chúng ta sẽ có được những cái lệnh nó vào phát là có lời ngay. Thế thì kịch bản cho GU nó cũng sẽ tương tự với lại EU, đó chính là chúng ta sẽ chỉ chờ để chúng ta mua nha. Chúng ta chỉ chờ để chúng ta mua và chúng ta sẽ chốt lời khi giá nó lên hướng lên vùng 1.27, 1.28 này. Thì cái khoảng cách nó khá là lớn ha. Anh em có thể khai trương được một cái lệnh đó vào đầu tuần thì nói chung là không có gì tuyệt vời hơn. Rồi, đó là về GU và chúng ta sẽ đi tiếp đến vàng. Thì đô thị vàng hiện tại anh em vẫn thấy là giá vàng thì nó vẫn đang sideways, cũng không gọi là sideways, và nó vẫn đang là vận động ở trong cái kênh giảm trên D1 như thế này mà chúng ta đang thấy nè. D1 như thế này chúng ta đang thấy này thì nó hoàn toàn có thể là sẽ tiếp tục là sideways cho tới khi mà nó phá vỡ được cái kênh giảm này, cho khi nó phá vỡ được kênh giảm này. Thì trên những cái đồ thị mà H2 ấy, thì thực ra nhà cái nhịp tăng của vàng trong cái tuần vừa qua theo mình ấy, thì là nó cũng không có được thuyết phục lắm. Anh em có thể thấy được là cái khối lượng mua nó không có được nhiều. Tuy nhiên thì cái việc mà giá nó tạo ra được các cái đáy đỉnh cao lên thì nó vẫn đang ủng hộ cho những cái người mua. Vì vậy là nếu như mà chúng ta cần phải xây dựng một kịch bản để cho giao dịch vàng ấy, thì chúng ta sẽ ưu tiên những cái kịch bản mua ha anh em. Thì đối với vàng thì hiện tại ấy, là nó đang có tức là 1, 2, 3, 4, 5, tức là chúng ta đang có là 3 cái đỉnh cao lên và chúng ta đang có 2 cái đáy cao lên rồi. Thì cái vùng đáy này có thể là sẽ là đáy cao hơn đấy, nhưng mà bởi vì nó chưa có phá đỉnh cho nên là ở cái đáy này nó chưa được xác nhận, cho nên là hiện tại là mình không có xem đây là một cái đáy cao hơn. Tuy nhiên thì là chỉ cần có 2 đáy và 2 đỉnh cao hơn là mình đã có thể xác nhận đây đã vào xu hướng tăng rồi. Và khi mà nó vào xu hướng tăng rồi thì có rất nhiều cách mua. Anh em có thể mua breakout, anh em có thể mua test lại cái vùng kháng cự cũ. Ví dụ như ở đây mình nhìn thấy thì đây có khả năng là một cái tín hiệu mua khá là tốt này. Đó, thì cái dừng lỗ anh em có thể đặt cái hỗ trợ thấp hơn nha, chứ đừng đặt đây nha, là thấp hơn. Thì thực ra ở hai ngưỡng này thì nó cũng sẽ sát nhau thôi, nhưng mà về lý thuyết thì mình sẽ đặt các cái hỗ trợ gần nhất là một hỗ trợ đó. Thì cái này tùy theo anh em, tại vì vàng bây giờ là giao dịch là cái mức ngưỡng dừng lỗ nó quá kinh khủng luôn. Cái số điểm mà dừng lỗ nó yêu cầu toàn là 200-300 pip thôi. Thành ra là mình sẽ hạn chế không giao dịch con này, tại vì nếu mà giao dịch con này á thì với cái size tài khoản của mình á, là mình không có đi được khối lượng tốt, mà không có đi được khối lượng tốt á, thì để mà đạt được cái mức risk reward mà mình kỳ vọng là khoảng 3-4 á, mà đánh theo cái dạng này á, thì không biết chờ đến mùa quýt năm nào nó mới được take profit luôn. Ok, thì vàng thì trước mắt là nó không được rõ ràng giống như là GU với lại EU. Thành ra là nếu mà trading thì anh em cũng hạn chế thôi ha. Không nếu mà trade được trên những khung mà cực kỳ thấp ấy thì may ra là chúng ta sẽ có lợi nhuận nha. Ở đây thì trên cái khung M15 ấy, thì mình thấy được là lực bán này ấy, là nó không có tạo được một cái mức đáy tương xứng với lại cái nỗ lực của nó. Em mới nhìn thấy nha. Anh em thấy cái sóng bán này ha, khối lượng rất là lớn này, nhưng mà cuối cùng là nó chạm vào cái kênh dưới của cái trendline giảm, cái kênh giảm á, thì nó bật ngược trở lên và sau đó thì nó bám sát được cái kênh này. Tuy nhiên là cái khối lượng bán thì sau đó nó cũng yếu dần đi. Tuy nhiên là mình chưa thấy được cái sự xuất hiện trở lại của những người mua, cũng như là cái cấu trúc giảm nếu mà gọi là FOMO để mà đón cái nhịp tăng thì là tối thiểu là chúng ta phải thấy cái cấu trúc giảm của cái nhịp giảm này nó gãy bằng cách nó vượt qua cái ngưỡng 1.845.14 này, nó phải vượt qua ngưỡng này này. Thì thực ra là nếu mà trading theo đúng bài bản tiêu chuẩn thì anh em cứ việc chờ ha, chúng ta chờ
chờ gì, chờ vàng phá vỡ lên khỏi cái ngưỡng 1.52 này sideways trên này, chúng ta sẽ tìm những cái setup để chúng ta mua ở trên này nó phù hợp hơn đó. Thì đấy là cách đánh tiêu chuẩn nhất. Dừng lỗ thì dĩ nhiên là nếu mà trong trường hợp nó vượt lên đây mà nó không phá ngưỡng này trước ấy, thì dừng lỗ sẽ ngay dưới này. Thì cái này nó apply cho cái việc là đánh cái khung thấp hơn, nhưng mà kể cả đánh khung thấp hơn thì anh em cũng thấy được là cái mức dừng lỗ của mình ấy nó phải 200 pip luôn đó. Thì nếu mà muốn đạt được cái mức lợi nhuận kỳ vọng là 3R chẳng hạn đi, thì mình phải chờ 600 pip luôn. Mà thực sự là đánh khung mà 15 mà dừng lỗ tận 200 pip, chờ take profit coi như 600 pip thì không biết là chờ đến bao lâu luôn. Nhưng mà tùy anh em thích chơi mặt hàng nào thì chơi mặt hàng đó ha. À, ok rồi, cuối cùng là Bitcoin rồi. Con hàng này mang đến nhiều nỗi đau cho anh em ha. Rồi theo đúng như cái kịch bản của nó thì sau khi nó phá vỡ thì nó đã phi xuống, thì mình kỳ vọng là một cái cú fail break ở cái vùng 26.000. Thì sau đó nếu mà làm fail break thì nó phải xuống và nó quay ngược trở lại luôn, và nó phá vỡ luôn cả cái ngưỡng 32.000 này, thì lúc đó nó mới gọi là tín hiệu fail break. Thế nhưng mà cái việc mà Fed điều hâu nó cũng đã thúc đẩy cho các cái ngân hàng trung ương khác tăng lãi suất đấy, thì lúc này mình phải hình dung ra được là cái dòng tiền, cái gọi là cái tiền rẻ là nó sẽ không có nữa rồi. Có nghĩa là những cái tiền mà lãi suất thấp á nó không còn nữa đâu. Và khi mà tiền mà nó khan hiếm rồi á thì người ta sẽ không có đi mua những cái tài sản nó mang tính giá trị tinh thần giống như Bitcoin. Nhắc lại ha, Bitcoin là theo mình là chỉ mang cái giá trị về mặt tinh thần thôi, chứ nó không có giá trị thực tế nào. Mình chưa thấy cái ông nào mà dùng Bitcoin để đi mua đồ ăn thức uống, hay là Bitcoin là dùng để làm cái gì đó hữu hình ha. Nó hoàn toàn là một thứ không có hình ảnh gì luôn, không biết server nó đặt ở đâu luôn, chả biết cái coin đó của ai phát hành luôn. Thế thì những thứ mà có giá trị tinh thần như vậy á, ở trong cái mùa này á, nó lại không có một cái đơn vị nào đứng ra để giúp nó tăng lãi suất. Thành ra là cái việc mà nó bị thiệt hại so với lại các đồng tiền khác, ví dụ như USD hay là Euro hay là bảng Anh, thì chắc chắn là nó sẽ thiệt hại rất là nặng. Và nó sẽ giảm sâu nữa. Thì trước mắt thì anh em đang thấy được rằng là cho đến hiện tại ấy, thì chúng ta vẫn chưa thấy là những cái người mua họ xuất hiện ha. Mình thấy ở đây là khối lượng bán tiếp tục gia tăng này. Ở đây chúng ta có một cái thanh giá tăng với khối lượng khá là tốt. Tuy nhiên là thanh giá tăng này thì nó khá là đơn độc, và ngay sau khi nó xuất hiện xong ấy, thì là nó bị từ chối. Và sau khi nó bị từ chối xong ấy, là cái người mua họ cũng tắt nắng luôn, họ không có nhu cầu mua nữa. Thành ra là cái cặp tín hiệu này là đang cho thấy là con hàng này nó còn giảm sâu hơn nữa. Và dĩ nhiên là khi Bitcoin giảm sâu hơn nữa thì các cái đồng tiền mang giá trị tinh thần khác nó cũng sẽ giảm theo. Thành ra là mình cơ bản ở đây là mình sẽ không có cứu cánh gì được cho cái nhóm này. Vàng thì là mình có thể là cầm cái cục vàng là mình cất vào tủ, hoặc là ví dụ như là thôi chán quá thì có thể mang ra tiệm vàng nhờ họ đánh cái nhẫn hay cái dây chuyền gì đó để mình đeo. Còn như Bitcoin là không có cách nào làm được vậy hết. Thế thì trong trường hợp đó thì cái dự đoán là Bitcoin nó đi về đâu thì bây giờ nó sẽ rất khó. Tại vì một khi mà mình dự đoán thì nó cũng chỉ là cái xác suất là 50-50 thôi. Thì nếu như mà anh em mà apply cái mô hình mà hai đỉnh vào trong cái của Bitcoin ấy, thì có khả năng là nó sẽ đi theo đúng cái mô hình hai đỉnh này, và con Bitcoin nó sẽ về tiệm cận cái giá là về tiệm cận với lại mức 0. Thì đây là do, tại vì đây là do mô hình hai đỉnh cho nên là nó mới về như thế thôi, chứ còn mình không có chắc là mình không chắc là cứ mô hình hai đỉnh là nó sẽ phải apply theo đúng cái công thức đấy, thì không biết được nha. Cho nên thời điểm hiện tại ấy, nếu anh em nào mà đang giao dịch Bitcoin thì chúng ta chỉ có một con đường là đi short mà thôi nha. Còn nếu mà anh em nào mà đang mua ấy, thì thôi cứ xác định tâm lý sẵn luôn đi, tại vì đã xuống được 18 rồi thì sẽ xuống 10, mà đã xuống 10 được rồi thì 3-4 nghìn thì nó cũng gần đấy thôi. Tại vì thực ra từ 65.000 mà về đến đây là đã giảm 60-70% rồi, thì còn cỡ khoảng gọi chi như là 20-25-30% nữa giảm nốt cho nó xong, xóa game làm bánh mới, chế ra đồng coin mới hoặc là một cái gì đó ảo ảo mới đó, để coi như là nó vực lại cái tinh thần cho anh em. Ok rồi, như Bitcoin thì sang tuần chắc là mình sẽ không bình luận về con hàng này nữa, tại vì cũng không có gì để bình luận nha. Bây giờ chỉ có bán thôi, bán trước thì chạy được trước đỡ lỗ, bán sau thì giờ giống như ông El Salvador đấy. Bây giờ tôi không bán có nghĩa là không lỗ, nhưng mà một khi mà con hàng này về không phải không mấy thì lúc đấy không biết làm sao. Nhưng mà nghe bảo khoản đầu tư đấy cũng chỉ có 100 triệu thôi à,
so với lại GDP của El Salvador thì chắc không 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 thấm thác gì ha, một khoản đầu tư thất bại. Ok rồi, cái nhận định Bitcoin nó cũng kết thúc cái buổi nhận định hôm nay của mình luôn. Sang tuần tiếp theo chúng ta sẽ vào cái ăn cái sóng hồi của các cái thị trường như GU, EU và có thể là vàng. Thì sang tuần mình sẽ kiếm những cái con hàng khác để mà bù đắp vào cái vị trí của Bitcoin, có thể là US30 ha. Đây, US30, đồ thị của US30 hiện hiện tại khá là thú vị nha. Mình đang có một cái xu hướng giảm nè, nhưng mà hiện giờ là mình có thể thấy được rằng cái sóng giảm á là cái khối lượng bán nó cũng đang yếu dần đi rồi. Thì nó mình nghĩ là nó sẽ sớm phục hồi thôi, còn nó phục hồi đến cái vùng nào nó có thể làm thay đổi hành vi, nó có thể là một cái sóng tăng để chấm dứt cái nhịp giảm này hay không thì nó còn phụ thuộc vào nó. Nhưng mà hiện giờ đang trong sóng giảm này á thì tất cả những cái nhịp hồi lên này chúng ta sẽ tìm những cái cơ hội để chúng ta sell US30 à, nhưng không phải là buy nha. Ok, trước mắt là như thế ha. Hôm trước trong tuần á thì có bạn hỏi mình là cái tín hiệu của CHFG này thì là có sell được không. Mình cũng có trả lời với các bạn là tín hiệu này các bạn vẽ như thế là nó bị gắng gượng và theo mình không phải là thời điểm phù hợp để sell, thì nó đã phá đỉnh rồi. Thì nói chung chia buồn với cái bạn đấy. Còn sang tuần thì chúng ta mua hay bán cái gì đó thì hôm vừa rồi ấy, thì bên BOJ ấy, là cái ông mà làm ngân hàng á, ông có nói là tôi không có quan tâm cái chuyện là mấy người tăng lãi suất gì hết á, tôi sẽ tiếp tục là bơm tiền hỗ trợ nền kinh tế Nhật Bản, cho nên là đồng yên sẽ tiếp tục giảm, chuyện đó là không có gì để coi như phải bàn cãi. Còn đồng franc Thụy Sĩ ấy, thì nó có tăng lãi suất hay không á thì có thể nó tăng, tại vì nó thuộc khu vực châu Âu mà, thì bây giờ nếu mà nó không tăng lãi suất ấy, thì nó sẽ mất giá so với lại EU cũng như là bảng Anh, cho nên là mình nghĩ chắc cũng sẽ tăng thôi. Và nếu mà franc Thụy Sĩ mà tăng mà đồng yên lại giảm thì con hàng này tăng tiếp là điều hiển nhiên nha. Còn trên cái tín hiệu mà ở trên đồ thị kỹ thuật đó thì mình thấy được rằng là nó đã phá vỡ một lần nữa rồi, và khi mà phá vỡ này thì nó khá là ngon này. Đó, cũng có người bán nha, cũng có người bán, nhưng mà rõ ràng là người mua họ có cái ý chí họ tốt hơn. Thì anh em nào mà bị hit stop loss của cái lệnh sell đỉnh rồi thì có thể cân nhắc vào cái lệnh breakout, biết đâu mà mua trúng đỉnh luôn để nó sập luôn sao. Nhưng mà chắc khó nha, về chung dài hạn thì thằng ngân hàng Nhật Bản chắc là nó không có quay xe đâu, trừ phi nó quay xe thôi. Nếu mà ngân hàng Nhật Bản mà quay xe thì chúng ta sẽ có một cái nhịp giảm mạnh, nhịp tăng mạnh của đồng yên, nó kéo theo các cái đồng khác, ví dụ như từ AJ đến GJ, đến EJ đều cũng sẽ quay đầu. Tuy nhiên là mọi người hình dung được là EU, GU, tức là các đồng tiền khác họ cũng tăng lãi suất, thì cái việc quay đầu của đồng yên ấy nó sẽ không thuyết phục lắm. Và thông thường thì nếu mà nó quay đầu như thế thì chúng ta sẽ kỳ vọng là nó là một cái nhịp điều chỉnh để chúng ta có thể tiếp tục mua, chúng ta có thể tiếp tục bán đồng yên ở cái mức giá tốt hơn. Thì ví dụ như nếu mà cái kèo đó mà nó xuất hiện ấy, thì chúng ta có thể kỳ vọng chúng ta có thể giá nó hồi về cái vùng hỗ trợ 1.134 này của CHFG này để chúng ta mua lên. Ok đây, xin chào anh em, hẹn gặp lại các anh em trong các bản tin của những ngày trong tuần sau trên diễn đàn nha.